Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Hải Băng, bà xã của diễn viên Thành Đạt, vừa sinh mổ con trai thứ ba vào hôm 25 tây tháng 5. Hiện tại sức khỏe đã dần ổn định, Hải Băng đã bắt đầu quay trở lại với việc kinh doanh và dành thời gian để chăm sóc bản thân. Tuy vậy, sự xuất hiện của bé thứ ba, bé Kyo cũng khiến nếp sinh hoạt của gia đình Hải Băng có nhiều thay đổi. Ba mẹ đông con phải phân chia thời gian chi tiết hơn để hoàn tất mọi việc trong ngày và nhờ tới sự giúp đỡ của người nhà và vú nuôi. Chia sẻ đoạn video "Một ngày như mọi ngày", Hải Băng cho biết thêm: "Tuy bận bịu, vất vả là vậy, nhưng bù lại cô có được niềm hạnh phúc lớn lao, niềm vui mà các thiên thần nhỏ mang lại. Vì thế, dù phải quay trái quay phải, liên tục xúc đồ ăn cho hai bé, Kem 2 tuổi và Kyo 9 tháng. Trong buổi tối, cô vẫn có thể nở nụ cười tươi. Tôi có hai bà vú hỗ trợ việc nội trợ, chăm bé. Một người lo cơm nước, dọn dẹp và một người phụ chăm bé nhỏ là Kyo. Những ngày thường, bé lớn đi học, đến chiều mới về, nên tôi có nhiều thời gian hơn cho bé út. Bé thứ hai, Kyo đi ngủ đúng giờ và tôi tranh thủ làm việc. Tối đến, tôi sẽ cho hai bé ăn. Vì hai con cùng ăn sẽ đưa nhau ăn nhanh hơn. Sau giờ ăn, các bé được bà vú thay đồ, tắm rửa và lên giường đi ngủ. Bé Kem và Kyo ngủ với ba mẹ, bé út ngủ cùng bà vú." Hải Băng chia sẻ về lịch trình sinh hoạt một ngày của gia đình cô. Hải Băng kết hôn với diễn viên Thành Đạt vào năm 2016. Năm 2017, cô sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Kem. Tháng 7 năm 2018, cô sinh bé thứ hai, bé Kyo và tiếp tục mang thai chỉ sau 3 tháng sinh mổ. Điều này khiến tình trạng sức khỏe của giọng ca viên gái nhỏ không ổn định trong thai kỳ và phải đối mặt với nguy cơ nứt vỡ tử cung. Tháng 5 năm 2019, cô vượt cạn, lần 3 suôn sẻ. Hải Băng hiện dành phần lớn thời gian và sự quan tâm của mình cho các con. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.